thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Cẩm Mỹ đã ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của cộng tác viên Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ. Để cuộc vận động có sức lan tỏa, thực sự đi vào cuộc sống, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên tính cần thiết trong việc học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức bộ đội Cụ Hồ. Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, lực lượng vũ trang huyện trong việc tự giác đăng ký học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng bộ quân sự huyện còn chú trọng công tác nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội chính quy gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương. 05 của Bộ Chính trị, cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Sau khi được chỉ huy các cấp quán triệt, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các nội dung trên, đã tác động sâu sắc đến cán bộ chiến sĩ của đơn vị, là niềm cổ vũ động viên để chúng tôi nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để cuộc vận động ngày càng hiệu quả thiết thực, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực. Trong 5 năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp tổ chức 27 đợt làm công tác dân vận trên 5.200 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia. Đồng thời xây dựng sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tặng trên 1.600 phần quà, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho trên 860 đối tượng chính sách, hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Qua đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả, xây dựng hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Trong những năm qua, kết quả thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện quan tâm, đặc biệt là về vấn đề huấn luyện của đơn vị luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo yêu cầu của trên. Trong cái phong trào mà lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, xác định đây là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính. Do vậy, trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng để huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đã đạt được, Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ sẽ tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hoạt động, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu các phong trào thi đua do cấp trên phát động, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.